Xin chào các bạn, mình là Vũ, đến từ Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Hôm nay Vũ có một buổi lễ bàn giao xe cho một anh khách hàng rất là đặc biệt. Và chiếc xe Vũ đang định giao đó là chiếc Mercedes-Benz S450 Luxury, một dòng xe rất là sang trọng và đẳng cấp của Mercedes-Benz. Nếu các bạn có di chuyển từ Sài Gòn về Ninh Thuận á, thì khi mà tới Ninh Thuận, hai bên đường các bạn để ý sẽ có những cái chong chóng khổng lồ. Thì đó là các trụ điện gió, và anh khách hàng của Vũ là chủ nhân của cái dự án này nha các bạn. Quay lại cái câu chuyện mua xe thì cách đây mà 2 năm về trước á, thì mình đã tiếp xúc với anh khách hàng này rồi. Và khi mà anh tới showroom, anh xem xe và lái thử xe xong thì anh quyết định anh sẽ chọn cái dòng S450 này để phục vụ cho nhu cầu đi lại cá nhân và công việc của anh. Nhưng mà lúc đó anh có nói với Vũ là anh sẽ mua, nhưng mà 2 năm nữa anh mới mua. Tại vì thời điểm đó anh đang chuẩn bị làm nhà và anh muốn làm xong hoàn thiện cái nhà rồi anh mới bắt đầu tính đến cái việc mua xe. Thì đến một ngày mà gần nhất đây thì Vũ đã gặp lại anh và anh đã xem xe lại một lần nữa, và anh quyết định lần này anh sẽ lấy chiếc Mercedes-Benz S450 Luxury. Và mọi thứ mà Vũ đã setup chuẩn bị hôm nay nè, thì cũng muốn thay gửi lời cảm ơn tới anh Điện, tổng giám đốc công ty TSV Investment nha các bạn. Thì cảm ơn anh đã trong 2 năm qua, nhưng mà anh vẫn còn nhớ và ủng hộ Vũ. Vũ muốn chúc anh Điện có những trải nghiệm thật là thú vị trên chiếc Mercedes-Benz S450 Luxury. Bây giờ các bạn hãy cùng Vũ chào đón chủ nhân của chiếc Mercedes-Benz S450 Luxury này nhé.